Sáng nay tại huyện Văn Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km, đi qua 13 xã, thị trấn của 4 huyện Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Quy mô gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên. Tổng mức đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 5.245 tỷ đồng. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng có mức đầu tư là 3.740 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành là 1.505 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn các nhà thầu, tổng hợp số liệu giải phóng mặt bằng tổng thể từ các địa phương và thỏa thuận thống nhất phương án di chuyển đường dây điện 110 kV, 220 kV và 500 kV. Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và bàn giao cho 4 huyện có dự án đi qua. Theo số liệu cập nhật, tổng diện tích đất thu hồi là 263 ha. Số hộ có đất ở bị thu hồi là 841 hộ. Số mộ trí cần di rời là 3.327 ngôi. Di chuyển 15 cột điện cao thế. Tổng kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 5.966 tỷ đồng, vượt hơn 2.200 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua. Đến nay các địa phương đã di chuyển được 748 ngôi mộ. Quỹ phát triển đất tỉnh đã tạm ứng 42 tỷ đồng để các địa phương tổ chức chi trả cho nhân dân di chuyển mồ mả và thực hiện công tác xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang. Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương có dự án đường vành đai 4 đi qua đã tham luận về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ đề ra. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam biểu dương sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương trong việc chi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, nghiên cứu đề nghị của các địa phương về đơn giá tài sản trên đất của người dân, lực lượng công an và quân đội đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền để đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Sở Tài nguyên Môi trường là chủ trì họp chuyên đề tháo gỡ khó khăn về nguồn gốc đất. Vừa rồi các đồng chí mới nói một phần về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thôi. Những cái ý kiến là về dồn điền đổi thửa nó không phù hợp với thực tiễn, rồi đất bán trái thẩm quyền, vân vân, rất nhiều ý kiến của địa phương. Thì Sở Tài nguyên Môi trường là các đồng chí có kế hoạch là họp chuyên đề, mời lãnh đạo Ủy ban dân các huyện, mời Phòng Tài nguyên Môi trường, mời lãnh đạo các xã ở trong vùng dự án họp tháo gỡ. Tại hội nghị, Sở Giao thông Vận tải và 4 huyện có dự án đường vành đai 4 đi qua ký cam kết thực hiện mốc tiến độ dự án. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 hoàn thành tối thiểu 70% diện tích giải phóng mặt bằng. Đến tháng 12 năm 2023 hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.